Xin chào anh em, mình là Hợp. Và như các bạn đã biết thì hôm qua mình có mở hộp và quay video review một mẫu Orea Star đời mới. Và hôm nay thì mình vẫn là cái mẫu đó, nhưng mà mình sẽ quay cho anh em một màu rất là hot. Và màu này là một trong những cái màu mà mới mà năm nay là chắc là Orea sẽ triển khai nhiều. Đó là màu xanh lục. Và trên tay mình thì hiện tại thì đang có một chiếc Orient Open Heart Power Reserve. Và chiếc này của mình thì sẽ có màu xanh lục. Nhìn qua này thì các bạn sẽ rất là khó, nhưng mà tuy nhiên khi mà chúng ta nhìn ở ngoài thì chúng ta sẽ rõ ra màu xanh lục. Mình nhìn ở đây thì nó có hơi giống màu xanh navy một chút. Màu xanh này là màu xanh cổ vịt các bạn. Nếu như các bạn đã xem video về chiếc Orient Star mà limited thì các bạn sẽ biết. Chiếc màu xanh lục này nó có cái màu đặc trưng là màu xanh rất là đậm, và như các bạn thấy đây là cái màu rất là đẹp của nó. Và cái màu này nó còn một cái đặc điểm nữa, đó là chúng ta sẽ có kim dây màu vàng hồng và cái cọc số 12 giờ của chúng ta màu vàng hồng. Nói chung là với màu xanh lục này thì Orient đã ưu ái làm thêm hai cái đó, nó khác biệt so với màu màu xanh navy. Chiếc này của mình thì sẽ có mã là REAT0002E00B đó. Và nếu như các bạn muốn có những cái hình ảnh quay video hình ảnh trực tiếp chụp ở ngoài thì các bạn có thể liên hệ bên mình để bên mình gửi ảnh cho các bạn. Mẫu này thì như mình đã nói, đó là mẫu đời mới và nó được làm với size to hơn khoảng hơn 40 mm, và chúng ta sẽ có những cái điểm khác biệt như video mình đã nói. Còn hôm nay mình sẽ nói về cái màu sắc này thôi. Với màu xanh lục này thì các bạn sẽ có thêm những cái điểm mạ vàng, đó là cái điểm góc 12 giờ cọc số này các bạn nhìn thấy rõ ngay, và chúng ta sẽ có cái kim dây của chúng ta được mạ vàng. Mình sẽ quay cót lên để cho nó kim dây nó chạy. Đó, các bạn thấy là khi mà thường là chúng ta phải quay đến khoảng độ tầm 20 kim xăng báo cót báo khoảng 20 tiếng thì nó bắt đầu nó mới chạy kim dây. Vì bao giờ nó cũng cần một cái đà để chúng ta có thể chạy được. Màu xanh này các bạn nhìn ngoài thì sẽ đẹp hơn rất là nhiều, và nhất là khi mà các bạn nhìn nó dưới ánh nắng mặt trời lúc 12 giờ thì nó sẽ xanh ngắt lên. Màu xanh cổ vịt này rất là đẹp. Còn màu xanh blue thì nó sẽ khác hẳn. Mình sẽ có video về một chiếc màu xanh blue cho các bạn xem. Mẫu này thì đang được bán bên mình với giá 9.690.000. Đây là một mẫu vừa mới ra mắt và iSet đã may mắn về được cũng khá là nhiều màu, có đủ 4 màu hay hiện tại của em nó. Phần bên thân thì khác với chiếc Demi thì phần bên thân của chúng ta và toàn bộ thân thép của chúng ta thì sẽ chỉ có một màu thôi. Chúng ta sẽ không có cái màu Demi vàng nữa, cho nên là cái núm này của chúng ta thì cũng sẽ là một núm màu thép. Đó, và sợi dây của chúng ta thì tất cả các chỉ của chúng ta đều được làm màu thép hết, chứ nó không còn là màu vàng nữa các bạn nhé. Dây nếu các bạn nhìn trên bản thép thì nó sẽ rõ hơn được, cái độ hoàn thiện của nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều đó so với phiên bản cũ. Khóa như mình nói, nó là khóa phiên bản mới, nó được làm vuông hơn và nam tính hơn rất là nhiều so với phiên bản cũ. Mình thực sự rất là ưng cái khóa này. Cái khóa này nó cho chúng ta cái cảm giác nó cao cấp hơn nhiều so với cái mẫu cũ. Mẫu cũ nhìn nó khá là giống với những cái mẫu mà Orient rẻ tiền, còn với cái mẫu khóa đời mới này thì nó đã làm đẹp hơn khá là nhiều, và với logo Orient Star rõ ràng luôn. Khóa được làm chắc chắn và nó là khóa thép đúc cực kỳ tuyệt vời. Đằng sau thì như mình nói, đây là một bộ máy mới, và bộ máy mới này có tận 50 giờ tích cót. Và với 50 giờ tích cót thì các bạn có thể thoải mái, khi mà các bạn bỏ ra là chúng ta có thể là để được khoảng 2 ngày rất là đẹp. Và đằng sau thì chúng ta sẽ có những thông tin như là thân thép không gỉ, độ chống nước 100m 13, kính trước sapphire, kính sau kính khoáng, và sản xuất tại Nhật Bản, made in Japan đầy đủ. Đó, nói chung là mẫu này thì hiện tại thì nó mới về thôi, cho nên là nhiều chỗ chưa có. Nếu như anh em thích cái màu xanh lục này thì anh em có thể liên hệ iSet ngay. Đó, các bạn thấy là ánh xanh nó là xanh cổ vịt, xanh lục pha với xanh navy, chứ nó không hoàn toàn là xanh lục hẳn. Màu xanh này rất là tuyệt vời khi các bạn ra nắng. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video, và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.